Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia và xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Đức Ân, năm nay 29 tuổi, quê quán em ở Quảng Bình, nghề nghiệp của em là em đang là chủ của trung tâm Nhật ngữ Đức Ân tại Thuận An, Bình Dương. Ngoài ra thì em còn là thông dịch viên cho một công ty Nhật Bản tại Bình Dương. Ồ, giỏi quá, nhà là ông chủ nhỏ rồi ha. Nè. Thôi, bên mời bạn gái. Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Em ở Củ Chi và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phiên dịch viên tiếng Hàn. Phiên dịch viên tiếng Hàn. Biên phiên dịch tiếng Hàn. Bên kia là tiếng Nhật, bên đây tiếng Hàn. Toàn là những người giỏi ngoại ngữ. Bây giờ nói không thử coi hợp không hả? Người nói tiếng Hàn, người nói tiếng Nhật coi chắc lắm hợp đâu anh ơi. Bây giờ đâu? Nói không là đây chưa có cảm nhận được cái chuyện mình hát một bài hát bằng cái ngoại ngữ của mình được. Đúng không rồi. Bạn nam trước đi, bạn nam trước đi. Dạ, bắt đầu. Cử chi ô hi cư nô ga ư ma cư na ri ma si ta đô na yo i si re ta Hito ni demo. Xin hết. Trái tim mùa đông hả? Hát cái gì mà nghe tà 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 không à? Bạn gái, xôm lên em. Com se marica han si pe eso Abba cum, amma cum, egi cum Abba cum mừng tung tung e Amma cum mừng nan xin e Egi cum mừng nam o ki wa yo Rồi, bây giờ tiếp tục. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là thích nấu ăn, thích đi du lịch, biết chăm sóc gia đình và làm việc nhà. Điểm yếu của em là em hơi ít nói, với lại dễ giận nhưng mà cũng mau quên. Rồi. Dễ thương ha, còn em trai? Điểm mạnh của em là trong công việc thì nghiêm túc, nhiệt tình, đã nói là làm và làm là làm đến cùng. Trong gia đình thì có thể là nấu được rất nhiều món ăn. Những gì mà phụ nữ làm được thì em sẽ làm được. Hay về quá. Công việc nội trợ có những điều phụ nữ làm được mà mình không thể làm được. Dạ vâng, nhưng em nói là ở trong nội trợ trong gia đình, dù nấu ăn hoặc là quét dọn, nói chung chuyện gia đình em làm tốt hết. Làm tốt hết. Điểm yếu là gì? Điểm yếu thì có một cái mà em thay đổi hoài mà không được, đó là dễ tin người. Ví dụ như người ta than khổ, than nghèo rồi mượn tiền, mượn bạc gì đó, em chỉ gặp một hai lần em cũng cho mượn luôn. Khổ quá em ơi. Bữa nay là mình không có tiền điện, tiền nước em cho anh mượn 5 triệu đi em. Có không? Dạ có, tí nữa em sẽ cho anh. Hả? Nhớ nha. Chị cũng khổ quá em ơi. Mấy cái em trai em trước lên đây tham gia chương trình đó, có những em có khuyết điểm là cũng giống nhau, là ít tắm. Em có vậy không? Em thì một ngày em tắm 2 lần, nhưng mà một lần em tắm khoảng 2 tiếng. Hả? Em tắm gì 2 tiếng là làm gì trong 2 tiếng? Trước khi tắm thì em mở nước xả cho nó chảy như vậy khoảng 1 tiếng. Trời ơi. Chị vậy em? Hả? Tại vì em thấy là em thích cái âm thanh của nước. Xả nước khơi khơi vậy? Xả nước khơi khơi vậy á. Không sao, được nghe. Sao phí nước như nước người ta nước nhiều lắm. Nơi không có nước sạch để xài đó em. Dạ. Và khi xả nước như vậy em sẽ suy nghĩ ra được rất là nhiều cái hay lắm mà cả ngày em không suy nghĩ ra. Ví dụ như trong công việc, giống như là em rũ bỏ hết những cái mà em cảm thấy là nó vướng mắc. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Khai hết đi chứ lên đây không được nói láo đâu. Những lúc buồn đó, thì em thường hay đi cà phê em ngồi một mình vậy á. Chuyện đó bình thường. Cái đó bình thường, cái nào mà lạ lạ, tật xấu gì bí hiểm á. Dạ chắc hết rồi á. Chút tôi hỏi mà lòi ra nữa không được rồi nha. Người ta xấu lắm, hỏi thật xấu không, hoài. Không, tại thấy gì, cái vụ nước là thấy kỳ, phí nước quá. Hơi gọi là phí nước thôi. Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua một mối tình, quen cũng 1 năm hơn. Nhưng mà chia tay cũng 3-4 năm nay rồi. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên kéo dài 3 năm thì lý do chia tay là đúng người nhưng mà sai thời điểm. Thời điểm đó thì em còn đang muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Và bây giờ sao? Dạ, bây giờ thì hiện tại em đã ổn định hết. Mối tình thứ hai thì không hợp, vừa mới tiến đến thì bật lùi luôn. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Truyền thống pha lẫn chút hiện đại. Khó, tức vừa mặc áo dài vừa mặc quần tây hả?
Có nghĩa là truyền thống thì sẽ biết nấu ăn, biết quan tâm chăm lo cho gia đình. Hiện đại cũng biết nấu ăn vậy? À, hiện đại thì có thể là thích đi du lịch, rồi là thích giao tiếp với bên ngoài, đó là pha lẫn chút hiện đại. À. Dạ. Rồi em có cho người yêu em là nhuộm tóc, sơn móng tay, móng chân hay là mặc quần áo gọi là thoải mái chút xíu không? Những cái đó là ok, không vấn đề gì, nhưng mà xăm thì không được. Xăm một tí gì đó ở chỗ nào đó cũng không được. Không được luôn. Nói chung là không thích xăm mình. Không thích xăm mình. Rồi bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu người yêu lý tưởng thế nào em? Cao hơn em 1m7, không bị hói, không được mập quá. Mỗi người đàn ông của gia đình. Không có gia trưởng. Dạ em không thích bạn trai hút thuốc với lại nhậu nhẹt quá đà. Xỉn quá thì không có được uống cái chừng mực nào đó thôi. Xỉn là về ngủ đừng có quậy phá. Dạ, đúng rồi. Để coi. Này cao dư, 1m7 dư. Rồi. Không hói, không mập, chuẩn. Không hút thuốc luôn, không uống rượu luôn. Không uống rượu luôn, được chưa? Quá chuẩn rồi. Dạ. Em có chịu làm dâu không? Dạ, không chị. Em thấy sống riêng thì mình có thể lo tốt được cho bên nội, bên ngoại. Còn sống chung với mẹ chồng thì nó sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn đó chị. Cái đó là suy nghĩ của em thôi, chứ bây giờ có ba mẹ chồng mình ở chung với bên nội là mình sanh con sanh cái, mình có đi đâu để cũng có người coi chừng con cháu giùm mẹ chồng cũng như mẹ mình thôi. Cái suy nghĩ đó là sai rồi đó. Bữa nay có làm cần phải làm dâu không em? Dạ không ạ, hiện tại em đã có đất ở Bình Dương về xây nhà thôi, còn bố mẹ em vẫn đang ở quê. Mà em định lập nghiệp ở trong này luôn? Là em lập nghiệp ở trong này luôn. Thật sự mà nói không muốn làm dâu thì cũng suy nghĩ đó cũng phải là sai. Nhưng mà anh nghĩ rằng thời buổi này làm dâu tôi thấy nó sướng hơn. Chính vì ông hai chồng sống chung nhau, vợ chồng son nghĩ hạnh phúc, nhưng mà tới hồi mà khi có con có cái rồi, công việc bận biểu, dù lúc mà muốn đi đâu hai vợ chồng cũng đi không được. Đúng lúc rồi. Đó là em phải ở nhà coi chừng con, chồng em đi một mình. Sao em rồi bây giờ, nếu mà được khi nào mình tiến tới hôn nhân được cưng? Thêm một phần 3 tháng. 3 tháng? Ủa sao gấp vậy? Bây giờ em dành được bao nhiêu thời gian cho người yêu? Hiện tại thì thứ bảy và chủ nhật ban ngày thì em không có phải dạy, cũng như không phải là đi làm. Cũng có thể là 9-10 giờ đêm hoặc 1-2 giờ sáng em cũng vẫn phải làm việc. Tại vì em muốn lấy vợ sớm thì em phải có cái thời gian tìm hiểu. Dạ. Phải yêu nhau, phải chăm sóc mình mới biết hợp hay không hợp mình mới lấy được. Dạ. Đúng không? Quan tâm cái chuyện là chúng ta có hợp với nhau hay không thôi. Để anh qua xem bên đây có hợp với em không ha. Dạ. Hello. Dạ em chào. Trời ơi dễ thương quá. Nãy giờ em tưởng tượng chàng trai bên đây tính tình như thế nào? Anh bên kia tính tình như là người của gia đình, cũng hơi nghiêm túc. Anh này ảnh cũng kỹ tính lắm. Dạ. Có năng lực ha. Nói chung là về cuộc sống anh này tương đối hoàn chỉnh rồi. Ảnh hơi đẹp trai chút. Em có ghen không? Ghen, nhưng mà mình ghen đúng. Phải ghen, không phải đụng cái gì cũng ghen. Được. Cho em hỏi bạn gái một hỏi câu đi, được em hỏi đi. Ví dụ như là 11, 12 giờ đêm anh còn nhắn tin với người khác ấy, là ý nghĩa là trong công việc á, bạn gái bên đó có ghen không? Có thể 1-2 giờ sáng chẳng hạn, bật dậy lật máy tính và nhắn tin đôi khi 2-3 tiếng đến 2-3 giờ sáng chẳng hạn, thì không biết bạn có ghen không? Mà nhắn cho ai? Nhắn cho ai? Ngoài dạy tiếng Nhật thì còn là tư vấn xuất khẩu lao động, du học Nhật. Chuyện không sao đâu. Nên chuyện là mình làm tầm 7 thì mình không bao giờ dám nằm trên giường mà mình nhắn hết trơn á. Có mọc râu, mọc nanh cũng dám nhắn 2-3 giờ khuya nữa. Chừng nào có chuyện đàng hoàng phải dám nhắn đúng không em ha? Dạ. Anh nhưng mà bạn... em nghĩ giờ đó khuya quá rồi, không lẽ các bạn mà còn thức để mà nhắn tin không, nhưng mà khuya ở đây mà ở nước ngoài á, hiểu không? Tại vì bạn ấy làm việc chứ ở nước ngoài. Cho nên là cái giờ mình khuya nhưng mà bên kia người ta là tối thôi, thì dù mình trao đổi công việc chắc khuya. Dạ không sao chị. Không sao cũng. Nói chung hai bên đó là trai tài gái sắc á. Rồi. Bây giờ mình hỏi thăm gia đình coi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và dì với một người bạn. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng tất cả quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Thảo. Thảo rất là ngoan, hiền. Công việc nhà thì rất là gọn gàng, ngăn nắp. Rất là thương yêu cha mẹ. Bữa nay đi ghi hình nhưng mà tối này tôi ngủ không được á. Có suy nghĩ gì cô? Thì muốn cho con mình gặp được một người như ý muốn của nó. Bữa nay đi thì thấy cháu bên này thấy cũng được, nói chuyện thì cũng chững chạc, chín chắn, cũng vui vẻ. Nói chuyện với cô vài tiếng con đi. Cảm ơn cô ạ. Cô mong hai đứa cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu nha. Dạ con cảm ơn cô ạ. Rồi em đi với ai? Em đi với em trai của em. Đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chào chị gái. Em là Chiến, em trai của anh Đức Anh ạ. Chị gái bên đây ấy, thì ngoài hình khá là dễ thương, tính tình của hiền lành, ít nói, có thể tìm hiểu anh thì có thể hợp. Còn nói về em trai em,
là một người rất là tuyệt vời. Câu chốt của em là qua gặp chị thì bấm nút hẹn hò với chị dâu luôn nha. Rồi. Rồi. Chúng ta chuẩn bị kéo hàng rào cho hai bên gặp mặt. Chào em ạ. Đến với chương trình anh có món quà tặng em. Rồi chúng ta nói chuyện đi. Các bạn có 2 phút. Dạ. Em xin. Dạ, em cảm ơn anh. Hiện tại thì anh chỉ có thể dành cho em vào thứ bảy chủ nhật, thì không biết em có sắp xếp được thời gian hay là không. Dạ, công việc của em thì cũng thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Ừ. Cũng cuối tuần em cũng rảnh. Ừ. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Phú Nhuận. Ừ, anh thì ở Bình Dương gần Eon, em biết đúng không? Dạ biết. Ừ. Ví dụ như hẹn hò khoảng bao lâu thì chúng ta tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là khoảng 1 năm đổ lại. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như hợp nhau quá khoảng 3-4 tháng thì có thể tiến tới hôn nhân không? Dạ, cái đó thì tùy theo cái thời gian mình sau này mình hẹn hò với nhau thì mình mới biết được. Anh cũng nghĩ như vậy. Anh nghĩ là cái hợp hay không hợp thì nó không hẳn là đã quan trọng, mà quan trọng là chúng ta có chịu thay đổi vì nhau hay không. Thì dạ, không biết là em suy nghĩ gì về điều đó. Em cũng nghĩ như vậy, để mà sống chung với nhau thì phải biết nhường nhịn nhau. Ví dụ như những lúc anh bận quá thì có khi nào em nghĩ em sẽ chạy xuống anh không? Dạ, nếu mà anh bận thì em cũng có thể xuống. Không quan trọng. Dạ, em sẽ bắt xe buýt em đi. Trời ơi, thương quá. Cảm ơn em. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Hãy bấm vì trái tim các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy đây là một cặp rất đẹp đôi đúng không quý vị? Nắm đúng là trai tài gái sắc, nắm tay nhau. Hợp lý lắm.